tương tự như là cái ghế kiệu người ta trồng vậy đó, chứ không phải như cái ghế lúa đâu. Nó vậy đó mà nó dài vậy nè, nó khoảng tầm hai mấy ngày là ghế nó ra gần một gan mình vậy nè. Thành ra là nhổ là đất mà cứng cứng thì nó đứt ngang thôi, chứ đất mềm mềm hen, nhổ lên là mình thấy là mình biết là ta nhổ là ta ngại là ta móc đó, nó hơi nặng. Nơi này nặng móc bởi vì cái bộ rễ nó phát triển á. Bởi vì thường thường anh xả lúa ở đây, xả cái tầm lúa nó hơi thưa. Lúa thưa. Thành, nhờ vậy nó mới cái chòi nó ra mới bằng. Thành ra là cái lúa thưa, thành ra mình phun. Nó là phun tầm hai mấy ngày là anh thấy thằng đó thì nói chung là nếu hai mấy ngày xài là anh thấy cái nó là có cái gõ gạch đó. Thằng đó là gõ gạch đó. Thằng đó mà nếu xài đưa ra là cái bộ rễ phát triển cực kỳ đẹp lắm. Cái phân trong cái trường hợp ví dụ như lúa anh bị ngồi độc phèn hay là ngồi độc hữu cơ gì đó, nó đang bị xì, anh phun lại. Hoặc là lúa bị cái vấn đề đậu vụ nó yếu hoặc mưa dập vậy anh phun, tự phục hồi rất nhanh, nó ra rễ tốt. Thì cái thật sự là anh mấy vụ nay vậy đó là anh xài ở trong thì anh xài giai đoạn nhỏ, còn quay qua thì anh xài cái thằng ấy này thì anh xài giai đoạn làm đồng, anh trong khi rước đồng anh phun, còn có khi anh phun rồi sau rồi tới gần chỗ được sạc anh phun lại anh cái. Vậy là ra cũng hai cử luôn. Vậy là sạc anh phun lại anh cái. Hay vậy đó, mà tập trung là đa số là anh phun cái cử rước đồng là từ đó làm điện phun giáp hết, còn khi cái ấy này thì anh phun có khi miếng nào anh thấy không ấy thì phun miếng nào ấy không anh không phun, chứ còn cử đồng thì phun đều hết, phun đều hết. Cái cử sao